Dư luận. Dư luận là ý kiến của nhiều người, nhận xét của đám đông trước một sự kiện, về một con người. Ý kiến nhận xét ấy có thể đúng, có thể sai. Có thể đúng nhiều, sai ít. Có thể đúng ít, sai nhiều. Nhưng cũng có thể hoàn toàn sai, vì tính cách của đám đông thì xô bồ và hồ đồ. Đặc tính của quần chúng thì a dua, nhẹ dạ, dễ tin. Và tệ hại nhất là tâm lý đám đông thì chạy theo kẻ mạnh, vùi dập người yếu. Và khuynh hướng của quần chúng là ghen ăn tức ở, chỉ vui khi người khác buồn và buồn khi người khác vui. Vì thế, khi nói đến dư luận, người ta phải kèm thêm hai chữ luận dư để giải thích cho đủ nghĩa. Vì có mấy khi dư luận đã không là những ý kiến lệch lạc thái quá, những kết luận bị bóp méo, thổi phồng vượt mọi kích cỡ. Quan sát làn sóng dư luận, chúng ta thấy nguy cơ tiềm ẩn sâu xa là khi đạt đến cao trào thì chân lý xem ra không còn chỗ đứng và dường như bị loại hẳn ra ngoài, để chỉ còn ở đó nỗi sợ người khác hơn mình, nên dư luận mau chóng biến thành cơ hội bức tử sự thật, cấm vận sự thật, đe dọa tiêu diệt nhân chứng của sự thật. Bằng chứng là khi dư luận tấn công ai, thì ngay cả thánh nhân, dù có đời sống thánh thiện hơn người, cũng chẳng được yên thân, bị sự đạo đức thánh thiện làm gai mắt quần chúng phàm trần. Vì thế, đứng trước hoặc rơi vào tâm bão của dư luận, chúng ta cần lưu ý mấy điểm sau, để không bị dư luận cuốn trôi nghiền nát như nạn nhân, hoặc bị dư luận làm tiêu tan hết giá trị đạo đức như một kẻ gian ác lèo lái dư luận. Thứ nhất, vũ khí để tự vệ trước dư luận là hy vọng. Vũ khí để chiến thắng dư luận là niềm vui. Khi bị dư luận tấn công, chúng ta cảm thấy buồn, dù biết dư luận luận sai và dư thừa về chúng ta. Bởi mục tiêu của dư luận là bất chấp thực hư đúng sai, miễn làm chúng ta thất vọng để bỏ cuộc, buông xuôi, đầu hàng, trốn chạy. Đừng quên, vũ khí lợi hại để đánh ai là tung tin tạo dư luận. Vũ khí có sức tàn phá kinh khủng là phát tán thông tin tiêu cực, làm thành những con sóng thần công luận, hạ ngục cá nhân. Nên trước sức công phá của dư luận, không ít người đã nao núng, sợ hãi, khủng hoảng. Và tâm trạng này chính là tự mình mở ra vực thẳm thất vọng ngay trước mặt mình. Bởi đối phương biết rõ, sự muộn phiền triền miên là con mọt gặm nhấm cuộc đời, tuy chậm rãi nhưng rất hiệu nghiệm. Do đó, khi bị dư luận phong tỏa bao vây, việc đầu tiên chúng ta phải làm là củng cố niềm hy vọng. Hy vọng vào chính mình, hy vọng vào thiện chí, lòng tốt, lý tưởng, lẽ sống, nghị lực và niềm tin của mình. Hy vọng vào người có nghĩa tình, hy vọng vào người có tâm có tầm, vẫn còn nhiều, không bao giờ thiếu trong cuộc đời. Và hy vọng vào đấng thiêng liêng toàn năng toàn quyền và thấu hiểu mọi người mọi sự. Có hy vọng như vũ khí để tự vệ, chúng ta sẽ giữ được lửa của niềm vui trong tâm hồn như vũ khí để chiến thắng dư luận. Niềm vui và hy vọng ấy không vu vơ, vô định, nhưng có hướng đi rõ rệt. Đó là tiến ra phía trước bằng những chờ đợi tích cực của riêng mình, khi tiếp tục tìm về chân thiện mỹ tuyệt đối, và được nối dài ra phía sau bằng sự bao dung chia sẻ với mọi người. Thứ hai, xây dựng đời mình trên dư luận bằng tấm lòng đại lượng. Có đại lượng với cuộc đời, ta mới can đảm đón nhận sự thực. Sự thực đó là tuy dư luận là luận dư, nhưng lắng nghe người khác cũng là một cách làm giàu cho chính mình.
vì thế nào chẳng nghe lọt được một vài điều hay nào đó. Có đại lượng với người đời, ta mới bình tĩnh ngẫm nghĩ. Nếu bị đời ghét bỏ, có thể vì mình đáng ghét bỏ thật. Có đại lượng với tình đời, ta mới bình an hít một hơi thật dài, rồi lặn sâu xuống tận đáy lòng mình. Ở đó, có thể ta sẽ tìm được một vật gì rất đáng ghét, bị che phủ bởi mặt hồ phẳng lặng, chủ quan, đáng yêu. Có đại lượng với thói đời, ta mới thanh thản sống cuộc đời không chỉ toàn hạnh phúc, cũng không chỉ toàn đau khổ, và hưởng một cuộc sống không chỉ toàn tiếng cười, cũng không chỉ toàn tiếng khóc, nhưng một cuộc đời tuyệt đẹp như bức tranh đan quyện đủ màu sắc, một hành trình đầy ý nghĩa vì không thiếu bất cứ sắc thái làm người nào. Có đại lượng với trò đời, ta mới thư thới chất chiêu, chấp nối những mảnh vụn buồn vui sướng khổ trong cuộc đời, mà mỗi mảnh có giá trị riêng của nó, để làm thành tấm kiếm màu vĩ đại và hài hòa tuyệt diệu. Như thế, nhờ đại lượng, không những ta không bị dư luận nghiền nát cuốn trôi, trái lại, ta rút ra được từ dư luận nhiều điều hay rời rạc, nhiều mảnh vụn có giá trị mà ít ai thấy. Bởi cuộc đời vĩ đại là cuộc đời không vứt bỏ bất cứ một mảnh vụn nào, nhưng khéo tay xếp đặt cách nghệ thuật dưới con mắt nghệ thuật của niềm tin, và ghép chúng lại bằng chất keo của bao dung đại lượng. Thứ ba, trưởng thành trước dư luận trong tinh thần canh tân. Có nhiều thái độ trước dư luận, nhưng thái độ thản nhiên là thái độ trưởng thành đáng khâm phục. Thản nhiên ở đây không mang tính tiêu cực bất cần, nhưng đồng nghĩa với kiên cường. Đó là thái độ thản nhiên của người trưởng thành khi dám đón nhận dư luận với tinh thần canh tân, ngay cả bị chụp mũ vu khống oan uổng. Với tinh thần canh tân chính mình, người bị dư luận làm áp lực không giam mình trong cúi sắt nhốt nạn nhân, nhưng làm chủ tình hình bằng thái độ thản nhiên. Vì càng thản nhiên nhìn những gì đang xảy ra xung quanh mình, người ta càng kiên cường trưởng thành. Vì họ giống như cây mọc chen vào đá, mọc như thế thật khó khăn, nhưng rễ càng đâm sâu, cây càng đứng vững và giông tố không làm gì được. Tinh thần canh tân rất cần thiết khi đối phó với dư luận, vì canh tân như mưa gió mềm đối đầu với núi đá cứng là dư luận. Núi đá cứng tuy cứng nhưng không đáng sợ, vì tự nó không thể vùi lấp ta. Đáng sợ là mưa gió mềm, vì tuy mềm nhưng có thể lay chuyển cả đá cứng. Với tinh thần canh tân, ta sẽ không chỉ đổi mới bản thân nhờ biết tận dụng dư luận, mà còn thay đổi được cả ý kiến hồ đồ, nhận xét lệch lạc, kết luận sai trái của dư luận mà nhiều người sợ hãi vì lầm tưởng là sức mạnh vô biên. Hãy biết làm chủ đời mình trước sóng gió dư luận, và luôn sống với niềm vui, hy vọng, lòng đại lượng và tinh thần canh tân, để gió đời không làm lệch hướng thuyền đời, và miệng đời không làm nản lòng người ra khơi.